vua tự xưng là ông trùm, không ngán Fury. Trận đại chiến vào mùa hè giữa Anthony Joshua và Tyson Fury đang đến gần, và mới đây Ali đã có những lời nhắn gửi đến đối thủ đồng hương. Hiện tại cuộc đàm phán giữa hai ngôi sao người Anh đã có những tiến triển đáng kể, và một công bố chính thức sắp sửa được đưa ra. Vào thứ ba tuần này, Joshua đã có những cập nhật về trận đấu trên Twitter. Một cuộc gặp gỡ khác với 258 Management. Họ nói với tôi rằng mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp. Họ sẽ thông báo các tin tức mới nhất với Eddie Hearn và các bạn sẽ nghe nó sớm từ tôi thôi. Tôi cố gắng không đưa ra những thông tin sai lệch. 258 Management là một đội tuyệt vời. Tôi đã làm việc với họ từ lúc chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Họ vẫn đang nỗ lực trong việc đàm phán, cập nhật các thông tin và mọi thứ về tôi. Chúng tôi muốn trận đấu diễn ra vào một ngày trong tháng 6. Vậy nên nếu Fury nghiêm túc, tôi nghĩ vậy, anh ta phải biết đến đâu để so tài với ông trùm. Tôi đã sẵn sàng hướng đến cuộc chiến. Tất cả những gì tôi muốn là thi đấu. Thật không thể chờ đợi để được trở lại võ đài. Về địa điểm của cuộc so găng, Joshua nói thêm, bất cứ sự lựa chọn nào, anh, Trung Đông, sau vườn nhà tôi, sau vườn nhà bạn, tôi không bận tâm nó diễn ra ở đâu. Tôi đã thực sự sẵn sàng. Tôi muốn chiếc đai đó, tôi muốn đấu cùng Fury. Vậy nên tất cả các lựa chọn đều được để mở với tôi, Joshua chia sẻ trên Skyport. Những điều đáng chú ý về Anthony Joshua. Anthony Joshua sinh ngày 15 tháng 10 năm 1989 tại Watford, nước Anh. Những người quen thuộc với Joshua thường chỉ đơn giản gọi anh là Ali. Võ sĩ hạng nặng 31 tuổi từng hai lần trở thành nhà vô địch tổng hợp của thế giới sau khi đánh bại Vladimir Klitschko và Andy Ruiz. Trong suốt 25 lần thượng đài cho đến hiện tại, Joshua thắng 24 trận, 22 lần hạ gục đối thủ và thua một trận trước Andy Ruiz vào năm 2019. Những tay đấm có tiếng từng thất bại trước Joshua bao gồm Alexander Povetkin, Joseph Parker, Carlo Takam, Dylan White. Lúc này, nhà vô địch người Anh đang nắm giữ các danh hiệu WBA Super, WBO, IBF và IBO của hạng nặng. Sau thời kỳ thống trị kéo dài của Klitschko, Joshua được cho là truyền nhân của huyền thoại người Ukraine và anh cũng tỏ ra xứng đáng với sự kỳ vọng của người hâm mộ trên thế giới bằng những màn thể hiện của mình. Joshua có phong cách thi đấu linh hoạt, anh có thể trao đổi đòn tốt, di chuyển nhanh nhẹn để né tránh, rồi bất ngờ tung ra những cú đấm nặng ký để knock out đối thủ. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Anthony Joshua 20 tuổi từng đấm tung cằm Tyson Fury khi đấu tập. Cách đây 10 năm, Tyson Fury và Anthony Joshua từng đối mặt nhau trên sàn đấu trong một buổi đối luyện sparring. Trận so tài giữa Tyson Fury và Anthony Joshua, hai tay đấm đỉnh cao của làng quyền Anh hạng nặng hiện tại, chắc chắn sẽ khiến khán giả hưng phấn. Nhưng có lẽ ít người biết rằng Fury và Joshua từng đối mặt nhau trên sàn đấu một lần từ năm 2010. Lúc đó Tyson Fury mới 22 tuổi, đã là một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp. Còn Anthony Joshua mới 20 tuổi, vẫn đang thử sức tại đấu trường quyền Anh nghiệp dư. Tôi đã xuống Frickley Boxing Club và đấu tập với anh bạn vô địch ABA Anthony Joshua. Lời kể của Tyson Fury vào năm 2010 được phát lại bởi phóng viên BBC Sport Mike Costello. Joshua là một anh chàng giỏi giang đấy, cậu ta đánh rất tốt. Phải nói thật rằng tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ chỉ đánh dẫn đòn, cậu ấy vẫn chỉ là một tay đấm nghiệp dư mà thôi. Tôi còn sợ tôi mà gắt lên, khéo cậu ấy sợ quá chẳng dám sparring với tôi nữa ấy chứ. Thế mà anh chàng này lại lao đến, đấm 1-2, xong móc trái và bụp, cho tôi ăn một cú uppercut đúng chóp cằm. Tôi mà có cái cằm lỏng như David Price, chắc chắn tôi đã lịm đi mất cả tháng. Joshua đấm tốt, rất tốt, và vẫn còn trẻ lắm. Mọi người nên cẩn thận đi, tôi chắc rằng cậu ấy sẽ trở thành một ngôi sao trong tương lai. Ngay từ thời đó, Tyson Fury đã có sự tự tin rất cao về năng lực của mình. Tôi là một tay đấm chẳng kém ai, tôi tự coi trình độ của mình nằm trong top các tay đấm hạng nặng hàng đầu thế giới. Thế mà khi tôi đấu 3 hiệp với anh chàng này, tôi đã phải ăn đập ra trò. Tôi chẳng phủ nhận chuyện này đâu, đơn giản anh bạn trẻ này là một tay đấm rất xịn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một tay đấm amateur lại có thể áp đảo tôi đến thế. Về sau tôi buộc cậu ta phải chậm lại với một vài cú body shot. Nhưng nhìn này, anh bạn trẻ chỉ mới 20 tuổi. Đối đầu với tôi mà vẫn đánh tốt như thế,
cậu ta chắc chắn là một cái tên đáng gờm trong tương lai đấy. Trở lại thời điểm hiện tại, nhà vô địch hạng nặng WBC Tyson Fury từng cho biết anh đã đồng ý các điều khoản tài chính để đối đầu với nhà vô địch WBA, IBF và WBO Anthony Joshua vào năm sau. Fury cho biết, cả hai chúng tôi đều đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, đều là những nhà vô địch hạng nặng thế giới và tôi muốn nghĩ rằng trận đấu đỉnh cao giữa chúng tôi có thể xảy ra hai lần vào năm tới. Joshua trở thành cái đấm kiếm 100 triệu bảng. Mike Tyson lỡ lời ở giải tennis. Mới đây, Anthony Joshua đã trở thành tay đấm boxing đầu tiên của nước Anh có tài sản hơn 100 triệu bảng. Võ sĩ này trở thành võ sĩ đầu tiên của Vương quốc Anh kiếm được 100 triệu đô thù lao trong sự nghiệp boxing. Theo tờ The Mirror, công ty quản lý Sparta Promotion của Joshua đã thu lãi khổng lồ trong 12 tháng qua, khiến giá trị tài sản của Joshua tăng 60 triệu bảng và đạt mốc tổng 109 triệu bảng. Được biết, trước năm 2020, trong sự nghiệp của Joshua đã kiếm về khoảng 26 triệu bảng từ thù lao thi đấu và 8 triệu bảng từ tài trợ. Nhưng anh sẽ còn giàu hơn nữa sau khi ký hợp đồng thi đấu trị giá 1 tỷ đô với DAZN. Và anh hiện đang được không dưới 5 nhãn hàng trao vai trò đại sứ thương hiệu. Mike Tyson đột nhiên xuất hiện ở giải tennis. Mike Tyson kể từ sau trận gặp Roy Jones đã im lặng hơn, mặc dù ông vẫn có những dự định trên sàn đấu boxing cho tương lai, mà một trong số đó là khả năng tái đấu với huyền thoại Lennox Lewis. Dù vậy, thời gian gần đây, Mike Tyson chỉ dành thời gian để thăm bạn bè, người thân và chăm sóc gia đình. Mới đây, Mike Tyson đã bất ngờ xuất hiện ở thành phố Des Moines của bang Iowa và có mặt ở nhà thi đấu Lifetime. Hóa ra ông đến đó để cổ vũ cho con gái Milan Tyson thi đấu một giải tennis thuộc hiệp hội USTA. Ông không có vẻ gì là hào hứng ở đó, thậm chí khi có một người lạ hỏi về thời tiết tại đây, ông đã văng tục. Mike Tyson cho biết mình đến đây là hoàn toàn vì tình yêu dành cho con cái, chứ ở đây lạnh chết cóng đi được. Dẫu vậy, Mike Tyson vẫn tỏ ra niềm nở khi được các fan tới hỏi thăm và xin chụp ảnh chung. YouTuber lý giải kế hoạch dụ McGregor đấu với mình. Mặc dù Conor McGregor đã thua Dustin Poirier và không có tâm trạng để đối đầu với Jake Paul, nhưng YouTuber này vẫn chưa dừng ý định khích bác võ sĩ người Iceland thượng đài với mình. Jake Paul mới đây tiết lộ trên trang cá nhân về cách mà anh sử dụng để khiến McGregor đồng ý đấu với mình. Tôi sẽ đấu với Nate Diaz trước trên sàn boxing. Conor, anh ấy vẫn đang bị ràng buộc với Dana White nên phải được ông ta phê chuẩn. Nhưng Nate Diaz chỉ còn 2 trận ở UFC là hết hợp đồng. Nếu Diaz xong hợp đồng trước, tôi sẽ đấu với anh ta trong năm 2020 và sẽ làm anh ta xấu hổ. Khi đó Conor không thể từ chối được bởi tôi sẽ đánh bại kẻ đã thắng anh ta, Paul nói. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.